quý vị và các bạn, trở lại với quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị xem cái cây gỗ mà tôi đã để ở ngoài trời hơn một năm trời. Thì xem nó ra sao, xin mời quý vị và các bạn theo tôi. Vâng, quý vị thấy đây là một cái cây gỗ chia sẻ với quý vị thì đó là cây gỗ mít. Và cây gỗ này thì chúng tôi đã đào cả gốc này và tôi để ở ngoài trời này. Với cái nhiệt độ mưa lắng thì đến bây giờ quý vị có thể thấy rằng là nó mục hết rồi. Đây, cái rác của nó này. Đấy, về cái rác của nó thì nó mục hết, đúng không ạ? Quý vị thấy là gỗ mít đấy, cái rác của nó là nó mục hết sạch như này. Và chúng ta sẽ xem là vào đến lõi thì nó có hỏng không nhá. Đây, chúng ta sẽ vào đến lõi xem. Đây vẫn chưa vào đến lõi, sâu rồi. Đó. Quý vị nhìn thấy này, nó rất là nhiều rác. Đây, chúng ta đã thấy bắt đầu tới lõi rồi. Đây là lõi của nó này. Đây, quý vị thấy chưa? Về cái phần lõi của nó vẫn còn đẹp, vẫn còn rất là ok, đúng không ạ? Đấy, đây là cái phần lõi này. Còn cái phần rác bên ngoài là nó mục hết rồi này. Quý vị nhìn này, đây, mục hết như thế này. Đây, sâu rồi. Đây, quý vị nhìn thấy đây. Đấy, sâu đây. Đây, đấy, quý vị nhìn đây là con sâu. Và quý vị nhìn tiếp này, mục hết như thế này. Đấy, mục hết. Để có hơn 1 năm giờ thôi mà nó mục hết như thế này. Nhìn đây là cái rãnh của con sâu nó ăn này. Đây là cái rãnh của con sâu nó ăn này. Ghê chưa? Đấy. Đấy, cái rãnh của con sâu nó ăn đấy. Đây, đào ra này là có sâu này. Xem gốc đằng này. Sâu rồi. Đây. Đấy. Quý vị thấy chưa? Đấy. Ui. Chị ơi. Con gì đấy? Giết à? À, con ong. À, không. Và xin giới thiệu với quý vị thì về cái phần nõi thì nó vẫn rất là ok. Đây quý vị nhìn thấy đây này, đây là phần nõi này. Nõi của nó vẫn rất là ok. Đấy. Nó chỉ hỏng cái phần vỏ thôi. Đây. Đây, phần nõi đây. Đây, phần nõi. Và quý vị nhìn thấy đây này, đây là cái tác phẩm này. Đấy, tác phẩm của những cái chú sâu ăn cái rác. Đấy. Vâng, chia sẻ với quý vị thì vừa nãy quý vị cũng đã được chứng kiến một trong những cái cây gỗ mà chúng tôi đã để ở ngoài trời này hơn một năm, và nó sẽ như thế nào thì quý vị vừa xem tôi giới thiệu rồi, đúng không ạ? Nó có rất nhiều các cái con sâu, và cái vỏ này thì nó hoàn toàn nó bị mục hết do cái thiên nhiên, thời tiết mưa lắng. Thế cho nên là cái phần nõi thì nó vẫn rất còn ok. Trong các cái video mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì cũng rất mong là quý vị khi có các cái cây gỗ ấy, mà quý vị chặt lên mà quý vị chưa kịp xẻ, quý vị hãy để cẩn thận, không có là nó sẽ bị hỏng hết cái phần vỏ như này. Và nếu như hỏng phần vỏ thì để lâu ngày nó sẽ ăn vào phần nõi. Thế cho nên là trong cái video mà tôi chia sẻ cho quý vị như vậy cũng là để cho quý vị được tìm hiểu sâu hơn khi chúng ta có những cây gỗ giá trị, để chúng ta hãy bảo quản cho nó thật tốt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như quý vị thấy video có giá trị với quý vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.